Gia đình quý vị có những lúc lục đục, có chứ, có chứ. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Mình không học được lời dạy của Thánh Hiền, mình không làm đúng lời Thánh Hiền, lời Phật dạy, cho nên mình làm cái kiểu phàm tục của mình, cho nên nó chướng ngại cho coi. Cha thì không có lòng từ, la con quăng quát, nói không có một cái danh từ gọi rằng là thuần phong mỹ tục, gọi rằng là cái luân lý đạo đức. Rồi mẹ thì không có hòa thuận với cha, rồi cha thì không có gọi rằng là hòa thuận với mẹ. Mà cha mẹ mà không hòa thuận rồi kình cãi với nhau, con cái nó bất an, rồi nó học theo cái thói mà kình cãi đó, rồi nó làm gì? Đi bộ đời xì ke ma tí cho coi. Cho nên Tổ Ân Quang nói là con hư là tại mẹ, tại cha. Mà khi nó mà hư rồi đó, nó làm cho xã hội này băng loạn á, nó làm cho xã hội này bắn loạn đó, thì cái tội của quý vị lớn. Quý vị coi lại trong giáo dục gia đình văn sao của Tổ sư Ân Quang coi. Coi lại đi. Đẻ con á, sanh con thì khó, mà dạy cho con thành thánh hiền là không phải là dễ đâu, rất khó. Đẻ ra thì dễ lắm, mà dạy cho nó thành thánh hiền mới là khó. Mà nếu mà không có sách thánh hiền, đó sách thánh hiền hồi nãy chúng tôi tặng quý vị đó, nếu mình không có sách thánh hiền, mình không đọc thì làm gì mình biết mình dạy, đúng không? Cha cũng đi kiếm tiền, mẹ cũng đi kiếm tiền, kiếm tiền về để một đống. Nói cái người mà kiếm tiền để một đống tức là trong mạng họ có, đời trước bố thí, đời này họ bố thí, cho nên họ đi kiếm mới có đó nha. Có nhiều người kiếm hoài không có, càng kiếm càng lỗ, trong mạng không có tài, không bố thí cúng dường cho nên kiếm hoài không có. Coi lại đi. Mà đôi khi họ có mà họ tự họ hưởng, cho nên thành ra không hết một đời đã đi ăn mày rồi, đã đi ăn xin rồi, đã bán giấy số rồi. Nhưng mà kiếm tiền nhiều, lắng nghe nè, lắng nghe nè, kiếm tiền nhiều chết có ban được không? Ở trong sách An Sĩ Toàn Thư có nói nè, cái bộ sách này Tổ sư Ấn Quang giới thiệu, bộ sách này đặc biệt. Lắng nghe nè. Tài sản tiền của vật chất, châu bò ruộng vườn nhà cửa, đô la hộp xòm, dễ bị mất, rất dễ bị mất, mà chết không mang theo được. Trời, công nhận An Sĩ Toàn Thư nói sâu sắc, cực kỳ sâu sắc. Lẽ dĩ nhiên mình phải có tiền mới sống được, mình mới có thể trao đổi mua đồ đạc ăn uống, đúng không? Nhưng mà mình bị chấp vào đó, mình đau khổ vào đó. Cho nên khi mình bị mất á, là rất đau khổ. Mất theo năm kiểu. Mất theo năm kiểu, lắng nghe nè. Tiền của là của năm nhà, vật chất đô la hột sòn, đất đai, vật chất đó là của năm nhà. Của năm nhà là gì? Thứ nhất là lửa cháy. Mới nghe đó, cái nhà đó cháy rụi luôn, cháy sạch sành sanh luôn, có khi là chết người trong đó luôn, là của thứ nhất, là nhà thứ nhất ha. Thứ hai là bị nước cuốn trôi, có những chỗ là nước cuốn trôi đi luôn. À, thứ nhất là lửa, thứ hai là nước, thứ ba là trộm cắp. Có khi nào bị trộm cắp không? Có không? Thứ ba là trộm cắp. Thứ tư là con cái phá tan tành tài sản. Và thứ năm là làm của đó không chính đáng, cho nên bị vua quan nước tịch thu, là của đó là của năm nhà, không bền vững. Ây, nghe lắng nghe cho kỹ nè nghe. Khi mà của cải vật chất mình có, mà mình nghĩ nó ở hoài với mình phải không? Không. Có những lúc mình ra đi trước nó là mình chết thọ mạng mình hết, và có những lúc nó ra đi trước mình. Trong An Sĩ Toàn Thư là cái bộ sách đặc biệt Tổ Ân Quang nói. Bây giờ hôm nay chúng ta nói đến cái tiền của vật chất mà ai cũng phải kiếm, và kiếm để dư thừa, và có thể mình không biết làm phước báu á, thì nó từ từ nó sẽ ra đi. Mình không có trong mạng, mình không thể giữ được, thì nó sẽ ra đi từ từ. Lắng nghe nè. Như vậy là tiền của nó là năm nhà, là nước, là lửa, là con cái phá, là trộm cắp, là nhà nước tịch thu, gọi là của năm nhà, không bền vững, là hiện tại này có thể bị mất không biết lúc nào, không biết lúc nào, chết mang đi theo không được. Trong sách ông Chu An Sĩ ông nói là của cải vật chất là loại thấp hèn nhất, nhưng mà nó là tạm dùng trong cõi này thôi, chết không mang đi được, rất dễ mất. Rồi, cái thứ hai là người ta không lấy được, không phải của năm nhà, không mất, nhưng mà chết không mang đi được. Không mất là gì? Là tri thức, là học hỏi, là học vị, là tiến sĩ, là bác sĩ, là kỹ sư. Cái tri thức này có ai lấy được không? Không, không ăn trộm ăn cướp nào lấy được.
Nhưng mà chết có mang đi được không? Không. Vừa chết tắt thở là tri thức này mất hết. Cho nên ông Chu An Sĩ mới nói là cái loại thứ hai là tri thức, là hiểu biết, là tiến sĩ, là học vị, là ngành nghề. Đổ cả cuộc đời dựng vợ gả chồng nghề nghiệp cho con cái để kiếm sống trong cuộc sống này, nhưng chết không mang đi được. Nhưng nó hay hơn cái vật chất tiền của là người ta lấy không được. Cái bằng bác sĩ đó ai lấy được không? Không được. Người đó học bác sĩ, kỹ sư không ai lấy được, đúng không? Thì ông nói là tri thức, hiểu biết không ai lấy được, nhưng chết cũng không mang theo được. Coi kỹ lại coi. Nhưng mà cuộc sống bây giờ là con cái của mình là phải học hỏi để mà có bác sĩ, kỹ sư, vân vân. Thì dĩ nhiên trong cuộc sống là mình phải lo con cái mình như vậy. Nhưng mà học có tài nhưng mà nó không có đức, nó không có phước. Cho nên đứa này trở thành tiểu nhân, đứa này trở thành gian ác. Để ý coi. Trong sách Thánh Hiền họ nói hay, cực kỳ hay. Cái này là sách Thánh Hiền nói không? Chúng tôi nói ra cho quý vị để ý đi. Có một số bác sĩ, có một số kỹ sư, cái này chúng tôi nói chung chứ không nói ai. Nhưng mà gì? Nhưng mà gì? Về bất hiếu cha mẹ. Vợ cũng không lo cho tới nơi, con cũng không có lo cho tới nơi. Lúc bác sĩ nghèo không nói gì, mà bác sĩ bắt đầu có tiền rồi, sanh chứng, có vợ bé, có bồ nhí. Coi coi, để ý coi coi. Phàm phu tục tử mình là như vậy đó. Đây, cho nên ông Chu An Sĩ, ông nói trong An Sĩ Toàn Thư, ông nói cái người này nếu mà có học thức, có bác sĩ, kỹ sư, có tiến sĩ, có học vị, phải có đạo đức thì người này trở thành quân tử. Người này có tài lẫn có đức luôn. Không, còn nếu mà đứa nó có tài á, mà nó không có đức á, đứa này là gian ác, tiểu nhân. Mà nếu mà nó không có tài, nó chỉ biết chặt xích lô, nó chỉ biết gọi rằng là cày cấy, nó chỉ biết làm những việc thông thường, nhưng nó có đức thì gia đình nó sẽ im ấm cho coi, gặp người vợ hiền cho coi, con cái nó sanh ra sẽ trở thành hiền tài cho coi. Hay, sách Thánh Hiền nó quá hay. Nãy giờ phát đó, ở ngoài kia cũng còn thêm nữa, mang về đọc thử coi. Rồi, lắng nghe. Cái thứ hai là không trộm cướp được, đó là tài sản của tâm linh. Tài sản tâm linh đó là cái tri thức, hiểu biết, học giỏi. Nhưng mà chết cũng không mang theo được. Chết là quên liền, qua đời sau là quên ngay. Không thể nào mà qua đời sau mà kêu rằng là vừa đẻ ra làm bác sĩ được nữa đâu. Không có đâu. Cái thứ ba nè, cái thứ ba lắng nghe nè. Vấn đề thứ ba đó là không bị ăn cướp, không bị tất cả nước, rồi lửa, rồi năm nhà không phải của năm nhà, và chết mang đi theo được, đó là phước thiện. Công nhận hay. Cái lời ở trong Chu An Sĩ ông nói mà tổ sư ông Quang phải khen. Phải khen. Chúng tôi vừa mới đọc trong Đà Lạt bay ra đây, vừa mới đọc thấy ông nói bốn cái điều. Hai cái điều nãy chúng tôi mới nói rồi. Cái điều thứ ba đó là phước đức và công đức. Phước đức là gì? Hôm nay cúng dường trai tăng, mình bỏ vô 5.000, 10.000, hoặc mình gặp người ăn xin, mình giúp đỡ cho họ, hoặc mình lấy tiền mình mua đồ, mình phóng sanh. Lắng nghe nha. Hoặc giả là cái phước đức đó là mình đi cúng chùa, đúc chương, đúc tượng, rồi xây chùa, làm những chuyện phước thiện, hoặc mình cúng dường cho chư tăng, rồi mình làm những cái chuyện phước báu đó đó. Là cái phước báu này mang đi được, mà trộm cướp, cướp không được. Cho nên cái người mà đời này người ta giàu á, là đời trước và đời này họ bố thí, họ cúng dường. Để ý đi, họ bố thí cúng dường thì cái phước báu này họ mang đi được, mà họ dùng cho đời sau được. Cho nên ông Chu An Sĩ ổng mới nói là phước báu là phước thiện mang đi theo được. Lắng nghe nè, mang đi theo được mà trộm cướp không lấy được. Muốn tạo cái này không? Khi mà chúng tôi nghe đến đây rồi, hàng ngày chúng tôi nuôi các cụ già nè, rồi lo cho các cụ bệnh nè, rồi xây những cái cầu nè, rồi nuôi chư tăng nè, rồi ra qua đây trời nóng mà cũng ngồi giảng, nó chảy mồ hôi nè. Đó. Đúng không? Hiểu không? Có nghĩa là mình tranh thủ để mình làm, mình kiếm cái phước đức đó. Nếu mà mình đời sau mình không vãng sanh cực lạc thì người này phải là người sanh trong gia đình quyền quý, giàu có của cải vật chất. Sanh nơi Trung Quốc, gọi là sanh phùng Trung Quốc. Họ vừa sanh ra là gia đình họ đã có của sẵn cho họ rồi. Bởi vì có cái phước báu, cho nên thành ra đời sau họ đi vào gia đình có phước báu để họ hưởng. Hiểu không? Còn mình đời này mà nghèo, túng, thiếu, làm ăn không có tiền là đời trước không biết bố thí, đời này cũng không biết bố thí luôn. Cho nên thành ra mình nghèo là như rứa. Rồi, nghe cái vấn đề thứ tư nè, nghe vấn đề thứ tư nè. Ông nói là nếu, ông Chu An Sĩ, ông nói nếu mình có phước báu tiền của vật chất có,
Nhưng mà không có trí tuệ cho nên mình hưởng si phước. Hưởng si phước là sao? Cái người đó không có học Phật, không có trí tuệ, không tin nhân quả, cho nên họ có tiền của cái bắt đầu họ đi sát sanh nè, có không? Họ đi câu cá nè, rồi họ nhậu nhẹt nè, hút bia nè, rồi họ gái gú nè, họ làm đủ trò đủ chuyện hết trơn, gọi là hưởng phước thì tạo nghiệp xấu ác. Họ có tiền của không biết bố thí đồng bạc ở trời, không biết giúp người nghèo. Họ có phước đó nhưng mà họ hưởng gọi là hưởng si phước, hưởng trong cái sự si dại. Hưởng trong sự si dại tức là họ hưởng mà họ ăn chơi mâm này mâm nọ, họ ăn phung phí. Mà mấy người nghèo họ đói một buổi cơm mà họ cũng không cho, một đồng bạc cắt ông không cho, thì người này đang hưởng phước mà tạo nghiệp xấu ác. Thì khi họ hưởng phước họ tạo nghiệp như vậy thì mau hết phước, cực kỳ mau hết. Hết phước thì sao? Lắng nghe nè, lắng nghe nè, họ hết phước thì sao? Thân thể họ bắt đầu là bệnh tật. Cái hết phước đầu tiên là thân thể bệnh tật, làm ăn cứ thua lỗ từ 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 từ. Rồi thọ mạng của họ đó nó ngắn lần lần, thay vì họ 60 tuổi chết, họ mới 40 tuổi họ chết mất à. Hết phước đó, hưởng phước cái hết phước nó vậy đó. Rồi gia đình thì cứ lộn xộn, bệnh tật tràn lan đại hải trong gia đình, thì cái người này biểu hiện bắt đầu hết phước. Tuy rằng giàu có như vậy đó mà bệnh tìm không ra, bác sĩ đi các nước tìm không ra bệnh. Bởi vì họ hết phước, họ hưởng quá rồi, không biết phóng sanh, ăn mặn, đi câu cá, rồi tạo những nghiệp xấu ác, uống rượu, uống bia, đủ trò đủ chuyện tạo nghiệp xấu ác. Thì ông Chu An Sĩ trong sách Ăn Thủy Toàn Thư á, thì ông nói là kẻ hưởng phước mà tạo nghiệp xấu ác thì người này thọ mạng sẽ nhanh hết, cái đầu tiên là sẽ chết sớm. Còn nếu bây giờ họ có phước phải không, giống như gia đình ở đây, cô chủ ở đây, chút nữa chúng tôi giới thiệu quý vị, mới kêu con có tiền là con thích cúng chay đàn. Bữa quý hòa thượng mà ông tới cúng chay đàn, ông ngoài Huế ông vô cúng hay quá. Rồi con có tiền là con thích cúng chay tăng, con có thiền con thích làm cái chùa đó. Mà làm cái chùa này thấy không, cái chùa này là có hai vợ chồng làm chứ không phải quý thầy làm. Rõ làm những cái khu tâm linh chỗ này chỗ nọ, đâu phải họ có giàu có rồi họ mới làm. Họ làm từ cái lúc mà họ đang còn nghèo, để ý coi, nhớ nghe. Như vậy họ có phước mà họ vừa hưởng mà hưởng không, không phải hưởng trọn vẹn mà cho người khác hưởng nữa, thì cái phước càng nhân ra càng nhiều, hiểu không? Đó, thì cái người mà họ có được trí tuệ đó, lắng nghe nè, họ có được cái trí tuệ để mà họ điều khiển được cái tiền bạc phước báu đó để mà họ làm phước á, thì họ phải có tu tập. Tu tập làm sao? Họ có niệm Phật. Vì khi mà cái người mà họ đã có niệm Phật, họ có niềm vui của niệm Phật rồi á, thì họ không tiếc của nữa. Để ý coi, để ý đi. Còn mình không có niềm vui của niệm Phật, mình không có cái công đức niệm Phật, thì cái tâm tham nó nổi lên, nó tiếc của, cực kỳ nó tiếc của. Kêu rít không bắt bó thí một đồng một cắt nào hết trơn, bởi vì do cái tâm họ quá bỏng sẻn, bởi vì không có công phu. Cho nên Tổ Quan nói nè, cái người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú Đại Bi á, thì cái hoặc tức là tham sân si mạn nghi á, nó tiêu từ từ. Hôm bữa giờ, hồi trước giờ mình không có nghĩ là mình còn tham sân si phải không? Mình nghĩ mình không có tham sân si phải không? Mình nghĩ sai rồi. Mình lầm tưởng rồi. Mà tham sân si mà khi mà nó hết á, phải chứng A-la-hán, phải chứng quả A-la-hán nó mới tiêu. Bản thân chúng tôi cũng chưa có hết. Nhưng mà mình lầm mỏng nhẹ, mình không chế được nó. Mình không chế được nó là do cái gì? Mình do mình niệm Phật, niệm Quan Âm, coi sách Thánh Hiền, mình tu tập. Thì tự nhiên cái lòng tham đó nó bị đè nén xuống, nó bị khống chế. Rồi cái lòng từ bi thương người, thương vật, không muốn ăn thịt chúng sanh nữa, rồi muốn giúp người nghèo, cái tự nhiên nó phát triển lên. Đúng không? Là bắt đầu mình sẽ làm phước được, rồi cái phước nó tới. Trên cái gốc vẫn là mình phải có tu tập. Sáng dậy 2, 3 giờ, 3, 4 giờ vậy đó, đừng có thức trễ lắm. Lắng nghe nè, tụng cái thời kinh Phổ Môn đó, sách vào đó. Chúng tôi y vậy à, sáng hôm nay cũng vậy à, đi đâu cũng vậy đó. À, sáng tụng cái phẩm Phổ Môn xong rồi cái bắt đầu niệm Phật, lễ Phật, hay lắm nha. Mỗi lần sáng mà mình niệm Phật, mình lễ Phật rồi, có Phật theo gia hộ cho mình, gia trì cho mình, cái ngày hôm đó mình an vui, mình làm cái gì cũng kiết lợi. Để ý đi. Còn bữa nào mà ngủ đến 5 giờ sáng dậy, nhìn cái mặt lừ đừ như con khỉ ăn ớt, nó ra cái gì hết trơn, rồi làm cái gì nó cứ trục trặc, rồi cái tâm bực bội tức tối khởi lên, chiêu cảm toàn bộ những cái chuyện xấu xa tới không. Để ý đi, để ý đi. Lạ lắm ngang, cái chuyện mình tu hành nó có những cái kết quả mình nhìn mình thấy hay lắm. Đó, bây giờ bao nhiêu người này nha, cái đoàn ở Hà Nội vô tối nay hoặc ngày mai đi về trên xe không nói rồi, về ở nhà thử coi.
Mà lạ lắm nha, khi mà ở nhà mình có tụng kinh, tự nhiên cái nhà mình ấm cúng lên. Rồi tất cả những oan gia trái chủ, những người mà xấu ác á, mà khúc mày khúc mặt á, họ bỏ họ đi hết. Có nhiều người người ta không biết, người ta kêu tụng rồi quỷ ma nó tới nó phá nhà. Không phải, nói bậy, nó không phải, không đúng. Lắng nghe nè, năm 1993, 94 gì đó, chúng tôi ở một cái chùa đó. Cái chùa đó coi như quý vị biết sao, người ta bỏ không luôn, bởi vì hoang tàn, không có nước trên chùa, không ai ở được, quý thầy bỏ, không ở được. Có ông thầy đó, ông về, tội nghiệp ông. Ngày ông tụng pháp hoa, ông tụng kinh này, kinh nọ, xong bắt đầu mấy thầy về. Chúng tôi cũng ở cái chùa đó một thời gian luôn. Về tụng kinh một thời gian, sau có Phật tử xây một cái hồ thiệt to, bắt đường nước xuống cái hồ đó. Không biết tự nhiên ai họ tới họ thấy, mà những người đó họ làm cái phước đó rất là thù thắng. Họ biết xây cái hồ thiệt to, họ bắt nước gì trên núi xuống, bởi vì trên đó khoan nước, khoan giếng không có nước. Họ kéo xuống đó có cái hồ nước, bắt đầu mấy thầy tụng kinh, từ từ cái chùa bắt đầu ấm cúng lên. Mà cái vùng trong đó là toàn bộ cái tự tử, tự giận chết, uống thuốc sầu không. Mà mấy thầy mà vô cái chùa đó bắt đầu những tháng đầu tiên á, mà mấy thầy mà sáng không tụng kinh á, hương linh kéo quăng xuống giường hết trơn. Vậy mà tụng kinh từ từ thời gian cái bắt đầu cái là các vị ác quỷ á, họ chuyển thành tốt hết. Hoặc giả là họ đi nơi khác, rồi cái nơi đó cái bắt đầu nó phồn thịnh lên, cái chùa cái bắt đầu hưng thịnh lên. Từ nơi tụng kinh niệm Phật để ý đây, cái chùa á, tụng kinh niệm Phật. Rồi những người mà giết heo ở gần chùa á, họ nghe tiếng kinh kệ họ cũng thay đổi nghề luôn. Cho nên thành ra cái bộ kinh A Di Đà, rồi kinh Vô Lượng Thọ, rồi kinh Địa Tạng, rồi kinh Kim Cang, cái kinh của Phật có cái sức để chuyển nghiệp. Nó chuyển không những cái nghiệp của mình mà nó chuyển gia đình của mình, rồi nó chuyển thêm những vị oan gia trái chủ trong gia đình mình á, nó chuyển hết. Để ý đi. Cho nên thành ra chùa chúng tôi sao, cứ tụng kinh niệm Phật thôi. Vậy mà chủ nhật Phật tử về cúng tháng 500 triệu xài không hết. Lý do gì? Thâm tín A Di Đà Phật, thâm tín về Phật á, là không thiếu thốn. Không thiếu thốn mà không bao giờ chúng tôi xin ai. Thực sự ai cúng không cúng thôi à. Bây giờ mình biết trong mạng mình không có, mình đi xin mình kêu gọi cũng không có. Người hiểu đạo lý nhân quả này rồi họ sống an vui. Còn trong mạng không có là đi xin gì đi nữa rồi cũng không có. Người ta cho một lần là thôi người ta cũng bye bye mình luôn. Mà hèn lắm. Mấy người mà họ không nương vào cái sức của họ làm việc, họ không tin vào nhân quả, họ cứ đi xin đồ này xin đồ nọ, kêu đồ kia, cái người này họ làm cùng tử. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là viên ngọc quý, là kho tàng phước báu, là công đức mà của Đức Phật A Di Đà dồn chứa trong đó. Cứ niệm đi, niệm lâu ngày chạy tháng, coi thử coi cái tâm mình nó mở ra làm sao, cái phước báu nó tới làm sao, coi thử đi. Vậy mà không chịu làm, cứ đi xin đồ này xin đồ nọ. Nên Tổ Ấn Quang người nói cái người mà đi xin kêu gọi, người này họ hèn tệ lắm, họ cứ nghèo mãi, làm kẻ cùng tử mãi. Còn cái người mà họ biết ăn nhín nhịn thèm để họ làm phước báu, họ tu tập, họ bố thí, họ phóng sanh, họ cúng dường, không bao lâu đâu. Không bao lâu đâu, 3 năm đến 10 năm là bắt đầu là của cải, mặc chắc họ bắt đầu tới rồi. Không thực sự, để ý đi. Cho nên thành ra là thường chúng tôi nói chuyện nó không có cái gì cao xa, chỉ thực tế. Thực tế đó là mình biết bố thí, mình cúng dường, mình tin nhân quả, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Dẫu cho mình nghèo, nghèo đi nha, nghèo. Nhưng mà cuối cùng sao? Gia đình mình được an vui do có tu tập. Vừa rồi đây cái lá thư, đất lẽ là Vu Lan, vừa rồi trong đó chúng tôi kêu thầy Nhật Minh đọc mà cuối cùng là quên đọc. Cái cô này cô nghèo mà gia đình rắc rối lộn xộn, cô buồn phiền, bắt đầu cô nghe đĩa chúng tôi. Cô nghe đĩa xong bắt đầu bà sửa lại, bà ăn, từ ăn bặn bà chuyển sang ăn chay. Ăn chay kỳ quá, ăn chay trường. Mà ông chồng uống rượu về, ông chửi, ông la, ông làm lộn xộn gia đình. Con cái thì nó coi như là nó ngổ nghịch. Bây giờ nói không được nữa. Chẳng lẽ lý gì? Thôi bắt đầu tu. Bắt đầu bà ăn chay. Ăn chay ông không cho ăn, ông chửi. Rén lén, lén ăn chay tụng kinh, niệm Phật, tội nghiệp lắm. 3 năm nha quý vị, kiên trì 3 năm. Bắt đầu gia đình thay đổi, ông không có đi uống rượu nữa, bắt đầu ông ăn chay, ông đi thu hồ, ông làm thợ hồ á, ông kiếm tiền về, cái gia đình từ từ ổn định lại. Cái là đáng lẽ ngày Vu Lan vừa rồi đây mùng 10 á, tháng 7 này cô Linh quy y nè, và cô chuẩn bị không kịp, cô kêu để cô sẽ quy y. Nghe đĩa thôi mà họ thực hành, cho nên gia đình họ yên ổn. Nhớ đó, cho nên cái sự tu tập nó có những cái sự mầu nhiệm, nó có sự kết quả như vậy, cho nên đạo Phật mình mới tồn tại đến ngày hôm nay chứ. Nếu mà đạo Phật của mình không chỉ cho người ta tu tập an vui được thì nó đã hủy diệt rồi. Nó có cái hay trong đó đó, nó có cái hay trong đó. Không, quý vị thấy nha, một ngày hôm nay vậy thôi,
hai vợ chồng chủ nhà lấy không biết bao nhiêu công đức bỏ vô két. Mà cái két này là không ăn trộm nào, ăn cướp nào lấy được hết trơn. Công đức mà, lo cho người niệm Phật, lo cho người tụng kinh, có một cái mái che ở đây cho người ta về tu tập, thì gọi là công đức. Đây là một cái loại công đức. Mà cái công đức này trộm cướp lấy không được, mình chết mang theo được. Thế vì bữa nay cổ không dám phát tâm, rồi cổ sợ tốn kém, rồi chút nữa nấu cơm nó cũng tốn kém, rồi họ vô ngồi đây họ không thích, họ chỉ có cái chùa họ để chơi vậy thôi à, không muốn người ta tới tu tập. Thì cái phước này không có bằng, không có bằng là họ khởi niệm lên để họ cho người khác tu tập. Mà không hiểu làm sao khi chúng tôi ra đây là cúng dường bộ luận tạng là hôm qua chúng tôi về rồi, tự nhiên cổ nói sư phụ à, con muốn sư phụ ở lại ngày nữa, mà cổ biết chúng tôi không có đi giảng cho nên cổ không dám mời giảng nữa. Cái mời thỉnh sư phụ lại ở lại một ngày 14 nữa đi, chứ ngày 13 đang chẳng tế, rồi gia đình chúng con muốn thăm sư phụ một chút. Cổ chỉ mời vậy thôi. Chúng tôi nói ở lại một ngày không làm gì thì nó cũng buồn quá, thôi để chiều 14 đó mình tổ chức người ta tu đi. Hai vợ chồng hoan hỷ liền. Ồ, ngộ ha. Rồi chúng tôi mới sắp xếp chương trình kéo bao nhiêu người về đây, rồi cũng là phải nhờ cô Sương, nhờ một số Phật tử kéo về ở đây. Bây giờ mới ngồi nóng, trời ơi nó nóng gì mà nóng. Ở coi Đà Nẵng hôm nay mà mát mát như vậy mà chúng tôi coi như mồ hôi làm mấy lít rồi đó. Ở trong Đà Lạt nó đâu nóng như vậy đâu. Nhưng mà mình nóng một chút là nó hết đúng không? Mình khổ, mình cực chút nó hết đúng không? Mình mệt chút là nó hết đúng không? Nhưng mà công đức nó còn đó đúng không? Hồi nãy vô cái gì đã ngồi nóng không? Nghe Pháp cũng có công đức đúng không? Tụng kinh cũng có công đức đúng không? Niệm Phật cũng có công đức. Công đức này có hết không? Có mất không? Không. Mệt chút nữa hết phải không? Đấy, nó hay là hay chỗ này nè. Nói vậy để ngồi khỏi đi về chứ sợ chạy về hết trơn, nóng quá. Không. Rồi. Giờ lắng nghe nè, giờ lắng nghe nè. Nói tới nói lui, nói xuôi, nói ngược gì cũng không bằng niệm Phật đâu. Về niệm Phật giùm đi, coi thử nó làm sao. Cho nên thành ra cái người mà họ công phu tốt rồi đó, mà họ có phước báu nữa đó nghe, thì họ xuống, họ sung sướng không gì bằng. Họ có phước báu là họ có tiền của, họ muốn làm phước cũng được, họ giúp người nghèo cũng được, họ hốt giúp cho gia đình cũng được, rồi họ làm cái gì cũng được. Có tiền mà làm gì không được đúng không? Mà nếu mà không có tu là họ làm ác cho coi. Họ làm ác, mở lò sắt xanh, rồi bắt đầu mở quán karaoke, bia ôm, rồi mở cái gì đó, câu cá giải trí, toàn là tạo nghiệp xấu ác. Có tiền tạo nghiệp xấu ác. Để ý coi, để ý coi. Trời, hôm qua chúng tôi đi dọc cái bờ biển đó, toàn là hải sản tươi không. Họ nghĩ ăn là bình thường đúng không? Nhưng mà chắc không nói ai, không nói tên cái quán nào, chắc họ không muốn chặn đường, không quấn mình đâu, chắc không sao đâu ha. Để ý đi. Cái người mà có tâm ác rồi họ có tiền, bắt đầu là họ mở những cái chỗ mà họ để họ làm ác cho coi. Gia đình lụng bại hết cho coi. Không phải chúng tôi chì ẻo hoặc là nói xấu họ đâu. Cái nhân quả cực kỳ nguy hiểm. Nhân quả mà xấu ác là cực kỳ nguy hiểm. Mà khi mà họ có phước báu rồi á nghe, họ có tu tập á, lắng nghe nè. Khi có phước báu mà có tu tập rồi, cái bắt đầu họ chiêu cảm cái nghề tốt cho coi. Buôn bán vải nè, rồi họ buôn bán đất nè, rồi họ làm nhà máy xây đá nè, làm cái gì đó không có đụng đến sắc xanh, không có đụng đến cái chuyện tà dâm. Có cái cô đó tự nhiên có tiền khiến lên nên làm cái chỗ bia ôm, cuối cùng kêu mấy cô trẻ trẻ vô làm gái, cuối cùng nó bắt nó nhốt mất tiêu đó. Cái tâm không có tu tập, có tiền cho nên nó khiến ra cái nghề đó đó. Khi gặp chúng tôi khóc bù lu bù loa, ra trại xong rồi bắt đầu ra trại giam xong bắt đầu lên khóc, hỏi giờ đang làm cái gì, kêu giờ không có bia ôm gì nữa mà karaoke thôi, karaoke cũng chết thôi, đừng có mở gì nữa, thôi giờ lo tu tập rồi đi bán cái quán tạp hóa đi. Mấy người họ đã lún vô cái chuyện ác rồi, họ kêu họ làm việc thiện cực kỳ khó, bởi vì không có tu, không có tu mà kêu họ làm việc thiện khó. Cái điều này chúng tôi nói chung chung thôi chứ không có nói chạm đến cái tên tuổi của ai, đúng không ạ? Cho nên mình cũng không mắc lỗi gì. Nhưng mà hôm nay quý vị có mặt ở đây đó, mình coi lại coi, cái người mà không có tu tập, tức là không biết niệm Phật nè, không biết tụng kinh nè, không biết trì chú nè, không biết niệm Quan Âm nè, không biết lễ Phật nè, có tiền tạo nghiệp xấu ác như tinh bắn, nhanh cực kỳ. Mà khi mà họ có tu tập rồi, tự nhiên họ có tiền, cái họ khiến họ làm những cái việc thiện, cái nghề họ cũng thiện cho coi, để ý coi. Cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình rồi thôi, cái phước báu ngày quá lớn, cho nên thành ra nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật, con ông vua đúng không, con vua Tịnh Phạn phải không? Thế mà bỏ hết, biết là của cải chết mang theo không được, cũng sẽ bị mất cho coi. Cuối cùng ngài đi tu, đúng không? Ngài đi tu.
Cái tài sản của Ngài là gì? Là trí tuệ, là từ bi, là hỷ xả, là vô ngã, là vị tha. Đó, cái tài sản của Ngài đó. Mà nhờ có cái trí tuệ cho nên thành ra Ngài nói pháp ra mà cái giáo pháp từ gần 3.000 năm nay bây giờ vẫn còn đúng không? Nó còn đến 9.000 năm sau nữa, kinh khủng không? Rồi cái lòng từ bi của Ngài mà khắp thế giới nhân loại đều kính ngưỡng Ngài, trí tuệ từ bi của Ngài, phước báu của Ngài, công đức của Ngài, đó là những cái tài sản ở trong thể tánh của mình đó. Còn vật chất thực ra cõi dục giới này mình xài cho lên cõi sắc giới là không có xài rồi. Bởi vì họ tưởng ăn là có ăn, tưởng mặc là có mặc, tưởng nhà là có nhà, thì họ xài vật chất để làm gì? Ở cõi Tây Phương Cực Lạc họ tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất thì lấy tiền để làm gì? Vàng họ lót đường để cho mình đi thì vàng để tranh giành làm gì? Bước lên cực lạc, bước lên cõi trời sắc giới vô sắc giới là tiền bạc là vứt đi, không xài. Không xài. Mà cái người mà đắm đuối về cái tiền bạc của cải vật chất ở đây á thì họ cứ ở dục giới này hoài, sanh làm người hoài, chứ không lên trời sắc giới hoặc vô sắc giới, không lên cõi trời được. Cái tâm của họ nó nặng nề quá đi, nó chấp nhất quá cho nên họ cứ làm người. Và làm người khoảng 2 đời là họ giỏi, chứ Ấn Tổ nó đời thứ 3 là họ phải làm súc sanh rồi. Đời thứ 3 là họ làm súc sanh rồi, không làm người nổi, bởi vì họ bị đắm chìm trong đó nặng quá. Cho nên thành cái phước họ tổn, cho nên thành ra là họ phải làm loài súc sanh rồi, họ vô địa ngục rồi, hiểu không?